Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại kênh Đồ Gỗ Nghệ Trinh Vệ Phòng. Hôm nay trong một cái buổi trời mưa gió này, em lên nhanh một cái clip để giới thiệu các bác ba cái bộ bình, một này, hai này, ba cái bộ bình trên chất liệu là hoàn toàn là gỗ hương ta. Đấy các bác có nhìn này, ba bộ, một bộ này, hai bộ, ba bộ. Ba bộ em mua ba bộ vì là mỗi một cái bộ này sẽ gồm hai cái bình nhỏ này, một bình nhỏ này, hai bình nhỏ. Và bình cao, bình to là cao và hai bình nhỏ là ba bộ. Đấy, trên hoàn toàn là chất liệu đồ gỗ hương ta. Em sẽ bán đồng giá là ba bộ này với giá là 1.150.000 một bộ. Là gồm ba bình. Ba bình này là 1.150.000 này, ba bình này này, ba bình này này. Em sẽ đếm số này, bộ số 1 này, bộ số 2 này, bộ số 3. 1 2 ba các bác nhá. Ba bộ đều toàn bộ là chuẩn của chúng ta. Vân veo tất tần tật đều đẹp hoàn toàn, rất là đẹp. Tí em sẽ quay chi tiết từng bộ một cho các bác xem. Còn đây là quay tổng thể như thế. Kích thước của nó thì sẽ là chiều cao của cái bình to là 35 và chiều cao của cái bình nhỏ này, hai cặp bình nhỏ bên dưới là 27. 35 và 27, đường kính là 12 và 11. Bác lưu ý nhá. Bác lưu ý chưa? Đây để em quay cho các bác nhìn lại này. Đây em nói luôn nữa các bác nhớ rõ nhá. Chiều cao của cái bình to này là 35. Đường kính là 12. Chiều cao của bình nhỏ là 27 và đường kính là 11. Em bán bộ 3 3 cái 1 3 cái 1 3 cái 1 3 cái 1 là bộ EP, bộ số 1, bộ số 2 và bộ số 3. Giá là 1.150.000, cực kỳ rẻ luôn. Chia ra mỗi cái bình chỉ có mấy trăm nghìn, quá hơn 300.000 một tí thôi. Đấy, là 1.150.000 chất liệu đồ gỗ hương ta. Đây em sẽ quay vân từng cái một để các bác nhìn này. Đấy, vân hương ta này. Đấy, không biết các bác nhìn rõ vân chưa? Đấy là vân hương ta này. Vân rất là đẹp nhá. Đây này. Đấy. Từng bộ một. Tất cả đều là vân đẹp hết. Chuẩn hương ta. Đấy. Chỉ có 1.150.000 một bộ thôi. Cái bình nhỏ là cao 27 đường kính 11 và bình to là cao 35 đường kính là 12. Chuẩn gỗ hương ta nhá. Bây giờ các bác mà đi mua gỗ về tiện thì đọc một cái bình này các bác đi mua gỗ về tiện nó rơi lên tầm khoảng 700 một cái. Chưa nói đây bé năm nào, hôm nay là chủ yếu là lên cái clip để phục vụ các bác về chơi thôi, về trang trí trong nhà cho nó đẹp thôi, chứ còn không có đặt cái lãi lời gì vào những cái tác phẩm như này đâu. Đấy, đây này. Đấy, gỗ này là gỗ tận dụng, bên em tận dụng được, mang đi tiện để làm phục vụ các bác. Chứ còn nếu để mà đi mua gỗ về làm thì không thể là bán giá 1 triệu, hơn 1 triệu một bộ được. Nếu để đi mua gỗ về làm phải bán giá tầm 2 triệu một bộ thì mới đủ tiền công và tiền gỗ. Gỗ này là gỗ bên em hoàn toàn là gỗ tận dụng hết. Đấy, toàn bộ nó vân đẹp hết như này. Cái này các bác về cắm hoa cũng được, cắm hoa cắm cái gì cũng được, đều khoan lỗ rất là sâu bên trong rồi. Đây này, khoan lỗ rất là sâu bên trong rồi nhá, khoan lỗ rất là sâu bên trong luôn. Đấy, bình nào cũng thế, tất cả đều như thế. Đây là khoan lỗ hết này, khoan lỗ hết này. Đấy, khoan lỗ rất là sâu bên trong. Giá là 1.150.000 một cái. Đấy, để cắm hoa, cắm cái gì bên trong được. Đấy, vân đều như này hết, đều đẹp như này hết. Có 3 bộ đấy, em chỉ có 3 bộ thôi. Một em cao bộ. Các bác xem clip nhớ ấn nút like để ủng hộ em nhá. Còn bác nào chưa đăng ký thì ấn vào nút đăng ký ở bên dưới này, ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông thông báo để mỗi khi em ra clip các bác sẽ là người xem đầu tiên. Đấy, ấn vào nút đăng ký và ấn vào biểu tượng cái chuông là mỗi khi có clip mới các bác xem người xem đầu tiên. Các bác nhớ ấn like và đăng ký nhé, bác nào chưa đăng ký đăng ký. Đấy, chỉ 1.150.000 cao một bộ đâu. Đây này, cao 35 đường kính 12 này và bé là đường cao 27 đường kính là 11. Giá là 1.150.000, không có cước vận chuyển nhá. Đây các bác này. Bộ số, đây là bộ số 1 này. Đây, bộ số 2 này và bộ số 3 này. Tất cả đều đẹp nhau hết. Tất cả đều đẹp hết. Đấy, chỉ
có 1.150.000. Đây cái chất gỗ hương ta. Gỗ hương ta của mình bây giờ những cái gỗ như này đã hiếm rồi, những cái gỗ vân đẹp này nó hiếm rồi. Cực kỳ hiếm rồi. Những cái bộ mà cao mà tầm khoảng 6-70 hoặc hàng 1 mét đổ lên giờ toàn mấy chục triệu bộ thôi. Thì hàng 2 mét gỗ hương ta giờ rơi tầm khoảng mấy trăm triệu bộ mà không có gỗ. Đấy, nên là các bác nên sưu tầm những cái tác phẩm như này. Những cái mức giá rất là rẻ mà chúng ta chơi rất là bền lâu. Và cái chất gỗ này càng ngày càng quý hiếm rồi. Chúng ta dần dần đi vào tuyệt chủng rồi các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Các bác nhớ ấn nút like và đăng ký kênh nha. Chào các bác.